Cuộc đời của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy được khán giả ngưỡng mộ không chỉ trong sự nghiệp mà cả đời tư với câu chuyện tình đẹp mấy chục năm qua. Nhắc đến nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nhiều khán giả khắp cả nước đều biết và yêu mến bởi bà là mẹ danh là bà Hoàng Cải Lương hay cô đào ngoại hạng hiếm có, bà tên thật là Dương Thị Lệ Thủy, về sau đổi thành Trần Thị Lệ Thủy, sinh năm 1948 trong một gia đình nông dân nghèo tại Vĩnh Long. Bà là chị cả trong gia đình, có 8 anh chị em, cuộc sống khó khăn, từ nhỏ bà đã theo gia đình lên Sài Gòn để kiếm sống. Năm 10 tuổi, cơ duyên đến với nghề hát, khi bắt đầu, một nghệ sĩ nghiệp dư ở ban nghệ xóm đã phát hiện ra giọng ca của Lệ Thủy và gửi đi học hát. Tuy nhiên sau đó các em của Lệ Thủy liên tục đau đớn, gia đình nợ nần, từ phía bản thân lại không thể tiếp tục đến trường do không có giấy khai sinh nên bà đã quyết định đi làm sớm để phục vụ cho khán giả và xin làm việc ở Gành Trâm Vàng, Đồng Nai. Từ việc ngâm thơ hậu trường đến những kép con ở trên sân khấu năm 14 tuổi, Lệ Thủy đóng cấp vai Đào Nhi. Một thời gian sau, Lệ Thủy đã được soạn giả Ngọc Văn nhận làm con nuôi. Ông viết nhiều kịch bản đưa Lệ Thủy vào, đóng từ vai phụ cho đến vai chính. Tên tuổi của Lệ Thủy bắt đầu nổi lên, trở thành cô đào chính sáng giá lúc tròn 15 tuổi. Năm 16 tuổi, nữ nghệ sĩ đạt huy chương vàng, giải Thành Tâm, giải thưởng danh giá nhất ở lĩnh vực cải lương trong thập niên 1950 đến năm 1960. Những năm đầu 1990, Lệ Thủy chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực video cải lương. Một số vở cải lương từng gắn với tên tuổi Lệ Thủy cũng được quay video như Đêm Lạnh Chùa Hoang, Tây Thi, Màu Nhuộm Sân Chùa, Kiếp Nào Có Yêu Nhau, Băng Tuyển Nữ Chùa. Thời băng đĩa video cải lương nở rộ, hễ băng đĩa nào có nghệ sĩ Lệ Thủy tham gia là bán đắt như tôm tươi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.